Sau 6 tháng đi vào hoạt động thì đường sách thành phố Hồ Chí Minh đã thu được doanh số là 15 tỷ đồng. Đó là con số ấn tượng được ban điều hành thông báo trong hội nghị tổng kết 6 tháng hoạt động của đường sách thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Lê Hoàng, Phó ban điều hành đường sách cho biết, số lượng sách tiêu thụ trong 6 tháng là hơn 200.000 bản đạt 15 tỷ đồng. Trong đó 5 đơn vị có doanh thu hơn 1 tỷ đồng, các đơn vị còn lại doanh thu từ gần 200 triệu đến hơn 500 triệu đồng. Từ ngày khánh thành ngày 9 tháng 2 đến nay, đường sách trở thành địa chỉ văn hóa, điểm đến của người yêu sách nơi đây không chỉ tập hợp số lượng đầu sách phong phú mà còn thường xuyên diễn ra những buổi giao lưu tác giả tác phẩm hàng loạt buổi triển lãm theo chủ đề thông qua việc hình thành đường sách các đơn vị phát hành xuất bản thuận lợi hơn trong việc quảng bá hình ảnh thương hiệu đồng thời đến gần và hiểu rõ hơn sở thích tâm tư của bạn đọc trong thời gian tới ban điều hành đường sách sẽ tiếp tục phát huy và khắc phục những điểm còn tồn động như thiếu bảng hiệu nhận diện đường sách ở hai cổng vào hệ thống chiếu sáng chưa đảm bảo đẩy mạnh quảng bá đường sách trên các phương tiện truyền thông